Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là món cá kho hoa giềng. Đấy. Nhưng mà nói đến cá kho hoa giềng ấy thì các bạn thấy không? Mình có chuẩn bị trước nguyên liệu rồi nhé. Mình cái công đoạn đầu ấy thì mình không quay để cho các bạn xem mà mình chỉ làm sẵn rồi cho các bạn xem. Nhưng mà nguyên liệu chính ấy là cá mà kho hoa giềng này. Ăn rất là ngon đấy, cá kho hoa giềng món ẩm thực mới ở vùng Đông Bắc của Việt Nam mình, nhưng mà trên toàn Việt Nam mình cái cá kho hoa giềng là món đặc sản. Đấy, bây giờ đến có cá kho giềng rồi thì là một chuyện nha, cá kho giềng là một là lại món ẩm thực mới nhé. Mình vừa tìm hiểu. Nhưng mà nguyên liệu chính của nó phải là đầu tiên là cá đã nhé. Đấy, cá này, mình chuẩn bị trước 6 người ăn thì mình chuẩn bị một miếng cá. Cá này là cá chấm. Đấy, cá kho kho cá gì cũng được, cá chép, cá rô phi rồi cá chấm, cá trôi, cá đấy được hết. Nhưng mà con cá chấm này là hôm nay mình kho một cái nửa của thịt cá chấm này, đấy. Đấy, nửa thịt cá chấm nhé và một cái sủ của cá chấm. Cá chấm này là nó mình mua thì con này là 10 cân. Đấy, con này 10 cân. Một nửa thì mua về làm gỏi và nộm ăn rồi. Còn phần còn lại cho tủ lạnh, còn cái sủ để kho. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món sủ cá chấm kho giềng nhé. Kho giềng công đoạn giữa mình trước tiên là các bạn phải chuẩn bị cái nồi nhé. Đấy, cũng không cần phải là cho mỡ vào đâu. Đấy, mình giới thiệu qua phần cái gia vị của nó này. Nhất là mình không nhắc lại nữa, hoa giềng này. Đấy, thứ hai là phải cần đây, các bạn biết cái gì đây đây này không? Nó sáng nhá. Đây, này là tai chua. Đấy, giềng các bạn thái nhỏ, nếu giá nhỏ cũng được, nếu giá nhỏ thì thơm hơn, thái. Ớt thái nhá, sả. Nên mình nói thêm mà lưu ý nhé các bạn, nếu mà có thịt lợn đấy, ba chỉ thì thái luôn ba chỉ bằng bằng bao diêm ấy, đừng thái mỏng, thái bằng dày bằng bao diêm ấy, hoặc là bằng con cờ ấy, thì trộn với lại xếp lượt cá, lượt thịt lợn và là các gia vị qua, thì nó sẽ thơm và ngon hơn, nó mỡ. Đấy, nhưng mà cái này có cá là mỡ sẵn rồi, mình không cần thịt lợn nữa, mình kho chỉ cá không với lại hoa giềng nhá. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn nhé. Đấy, các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ cho cá vào trong nồi này. Mình sẽ tiên cá nồi lòng ngóng đấy. Mình sẽ xếp một lượt xả trước, nhỏ nhỏ qua thôi cho đỡ cháy nồi còn thơm. Mỡ thì và giềng đây nhé. Bạn làm cách này cái mới các bạn rất hay đấy, mà kho đơn giản kho ngon lắm. Mình ăn rồi đây. Đấy, thế thôi. Đây thì bắt đầu cho cá vào. Cho cá vào nhé. Đây, đấy, đây, cho cá vào nồi nhá. Đây, cho vào đây, úp xuống để mình đây, cho cá 10 cân này và miếng này đã, mình dùng tay luôn vì à đấy phải nói với các bạn nhé, cá thì các bạn đừng đừng để tươi và làm luôn nhé, các bạn nên rán qua thì nó đỡ tanh. Mình quên không mà các bạn nào biết rồi thôi, các bạn nào biết rồi thì chia sẻ cho nhiều người chưa biết, gần chưa biết thì các bạn xem và làm nhé. Đấy. Thì món kho cá thì để mà nói thì rất nhiều các loại kho đấy, rất nhiều cái bài để mà phương ăn mỗi mỗi người một kiểu đấy, kiểu nào hay thì anh em mình bảo nhau thôi. Mình thấy kiểu này kiểu kho hoa giềng như là thơm đấy, mình còn có bài kho thịt cả thịt nữa. Đây. Còn là cái mỡ thịt đấy, các bạn có thịt thì xếp một để thịt qua cạnh, một lượt thịt vào đấy. Mỡ trong chảo, tất cả một thứ cháy chết cá đây. Mình hãy đổ trực tiếp vào đây. Để phi nhé. Mỡ này. Cái này rất nhiều mỡ đấy nhá. Đây. À, xong, chào đây. Các bạn đơn giản thôi, bây giờ chỉ cho gia vị xuống thôi. Đây, gia vị này. Các bạn gia vị đây luôn. Làm. Các bạn cho tay chua nhé, cái này là tay chua, tay chua là vùng quê đấy.
Mình cho gần vào các bạn dễ xem hơn nhé. Đấy, cho tay chua này. Các bạn hỗn độn với nhau được thôi, tay chua xuống. Đấy. Đấy. Rồi hoa giềng phủ qua. Đấy. Sả. Rồi ớt. Đây. Này cứ cho hỗn độn xuống thôi. Mà các bạn có nước hàng ấy, gọi nước hàng nước mà đường mình cô thành nước màu ấy thì mình cho xuống để nó cá nó sẽ không có màu trắng, nó sẽ nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Đấy, đấy gọi là tạo màu thôi. Đấy, thấy nhá. Đấy các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ gọi nó dài đều. Đấy. Dài đều đấy. Bây giờ mình sẽ cho nước xuống. Cho nước xuống đổ khoảng cho nó ngập cá là được. Thì mình đun lên lâu khoảng đôi 3 tiếng cơ. Cá kho phải đôi 3 tiếng chắc thịt vào, săn vào thì ăn mới ngon. Bạn đôi khoảng làm khoảng 1 tiếng thì ăn không ngon đâu. Nó không nó chưng ngấm gia vị. Đấy, bạn ngâm đây, đồ này nhé các bạn thì bây giờ mình cho gia vị xuống ấy này. Bột canh này. Kho vừa phải là mặn quá, cá kho mặn thì mới ngon nhưng mà vừa thôi. Thế nào chưa ăn sắp ăn thì mình thấy nhạt thì mình cho xuống mì chính này, cho 2 muỗng cà phê. Đấy. Lúc nào mình sẽ ăn rồi mình sẽ thấy ngọt mình nêm thêm. Rồi hạt nêm. Bạn xem kênh mình hãy đăng ký ủng hộ em nhé và chia sẻ cho nhiều người xem nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho 1 muỗng rưỡi cà phê. Rồi đây đấy, rồi các bạn tiếp tục đổ nước xuống cho ngấm đỡ phải cháy. Chỗ này mình cho cái ca này là gần 2 lít đấy, cho nó hết nước, nhanh hết nước các mình phải cho ngập tí. Cái nước để mà nói là chạy làm việc về cái nước kho cá là cho ăn cơm rất là ngon đấy, tầm này thôi nhá. Các bạn ít nước thì nó mình sẽ làm ít nước thì nó nhanh cháy, mình thêm nước mình không cần mình chỉ làm 1 nước thôi thì nó sẽ ngon hơn, nhưng mình sau này mình thêm nước thì nó sẽ không ngon bằng cái này. Đấy, thế là xong, đã xong một công đoạn là xong cái công đoạn là cá kho hoa giềng nhá. Bây giờ để bung vào cho lên bếp. Nồi cá được bác lên bếp, nhất là củi bằng củi nhãn nhá. Đấy, như kiểu cá kho làm vũ đại nhá, nhưng mà cái này không bằng cá kho làm vũ đại nhưng mà cũng không kém bằng cá kho làm vũ đại. Đây. Các bạn nên giữ lửa đều nhá, chưa sôi đâu. Đây, mình vừa bác lên mở xem nhá. Đấy, nhau nhá nhá. Thì các bạn để chờ xem khoảng 3 đến 4 tiếng nữa, mình nồi này mình sẽ kho khoảng 4 tiếng. Đấy, và giữ lửa lúc nào cũng đều này. Các bạn chờ xem 4 tiếng nữa xem thế nào nhé. Trong thời gian 4 tiếng nữa. Đây, các bạn nên giữ lửa đều à. Đã sôi thì lửa nào cũng đều, đừng mà nước nó trào ra thì nó mất ngon. Đấy, đây. Đã, lên bếp. Sau một hồi đun củi và nó đã sôi thì mình mở ra xem nhé. Úi da. Đấy, đã sôi. Thơm đấy. Mọi người chắc xem video này cảm thấy có gợi cảm, có mùi, có cảm giác có mùi gì không? Đây, rất mùi thơm của hoa giềng, nó toàn là thơm lắm. Đấy, đây. Ai nhỉ? Thơm đấy. Đây, sôi lửa lửa nhé. À, đây bung vào tiếp. 3 phút thôi. Còn lâu lắm, 4 tiếng mà. Cứ thế mà đun. Đây. Đây mọi người nha, mình trong quá trình 4 tiếng việc mình thế này làm cái nồi canh thôi, giờ mình bác xuống bếp đây rồi. Đây. Đây vần ở đây, mình sẽ xem nhé. Đây, mở ra xem này, mình chưa mở 4 tiếng rồi, mở ra một lần cũng nếm thử thôi. Đâu mà nhiều. Đấy, cá kho này, đấy 4 tiếng nhé. Đây trong công đoạn là cá kho. Hoa giềng. Tay chua. Sả. Củ giềng. Nếu mà thái một lát chanh xuống đây nữa thì rất là thơm. Đấy, thì mình sẽ thái một lát chanh xuống đây nhé, mình sẽ nói là một lát chanh. Đấy. Công đoạn là làm cá kho giềng đến đây là hết video nhé. Thế mọi người xem hay thì hãy đăng ký
và chia sẻ video này cho những người xem, mà những người nào biết rồi thì mọi người xem, và biết rồi thì chia sẻ cho những người chưa biết để cùng nhau học làm món ẩm thực cá kho hoa giềng nhé, để mọi người cùng thưởng thức, đưa những món ẩm thực lên mâm cơm của từng gia đình để ăn và ngon và thưởng thức những món độc và lạ. Đây những món mình khám phá món mới ấy. Mọi người đây, đấy thấy không? Đấy, và video làm cá kho hoa giềng đến đây là hết nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau nhé.